Năm 1991, lần đầu tiên bà đến Hồng Kông để gặp gỡ những đại lý lữ hành. Chuyến du lịch ngắn ngày đó đã mang lại một bước ngoặt lớn cho Video Tour, cùng với một kỷ niệm đáng nhớ của bước đầu lập nghiệp. Với chiếc áo dài duyên dáng, bà được ban tổ chức bình chọn là người mặc trang phục đẹp nhất sự kiện. Phần thưởng lúc đó là một cặp vé khứ hồi đến Luân Đôn tham dự hội chợ du lịch thế giới.